Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn sẽ phải giới thiệu thật to lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nha. Bây giờ anh giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lương Văn Điệp. Lương Văn. Văn. Dạ. Điểm. Điệp. Điểm. Điệp. Điệp. Dạ. Lương Văn Điệp. Trời ơi, nói lớn lên ngồi kế bên mà tôi còn không nghe được, sao bên kia nghe. Lương Văn Điệp. Vâng. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh nói lớn lên xíu, rồi tiếp tục. Hiện tại em làm công việc ở bên Hồ Đồng Nai luôn. Em làm về lĩnh vực cơ khí, chế tạo cơ khí CNC. Mình làm cụ thể là làm cái gì? Làm bên lập trình CNC. À, lập trình. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, 83. Sinh 83, 36 tuổi. Dạ. Tên Điệp. Dạ. Ở Biên Hòa. Biên Hòa. Làm lập trình CNC. CNC. Quê mình ở đâu? Quê ở Nam Định chị. Quê Nam Định, vào Biên Hòa ở lâu chưa? Rồi năm 97. Rồi hiện tại đang sống với ai ở Biên Hòa? Sống với ba mẹ. Sống với ba mẹ. Rồi tới mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phượng. Em hiện đang ở Đồng Nai á chị. Đồng ở đâu? Ở Đồng Nai, Hiền Đồng Đức. Nai. Hiền Đức. Dạ. Dạ hiện tại em đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản, làm ở gần nhà luôn. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 88. 88, rồi dạ. 31 ha. Dạ. Tuổi tác là cũng hợp lý. Biên Hòa thì cũng thuộc Đồng Nai. Dạ. Bên đây cũng Đồng Nai, cũng tiện rồi đó. Thấy là ghép hồ sơ vậy cũng ổn rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của Điệp là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè, biết làm việc nhà. Hòa đồng, biết làm việc nhà. Dạ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm là sợ độ cao với lại hay thức khuya dậy trễ, 11 giờ hoặc 11 rưỡi. 11 giờ, 11 rưỡi, sáng mấy giờ dậy? 7 giờ. Vậy 11 giờ, 7 giờ là cũng hợp lý, giờ đó giờ đẹp rồi. Thường người ta ngủ 10 giờ. Ai ngủ 10 giờ? Gà hay sao mà ngủ 10 giờ? Rồi còn mình thì sao ạ? À? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thích nấu nướng, tò mò những món ăn ngon, lắng nghe người ta chia sẻ, mà lâu lâu mới hiểu. Luôn lắng nghe mà không có hiểu. Dạ đúng rồi, điểm người ta mình khó hiểu lắm chị. Chỉ mình đôi lúc mình còn chưa hiểu được. Dạ đúng rồi. Còn điểm yếu hả? Em không thích bộc lộ bản thân nhiều. Gặp người lạ thì ngại nói chuyện, ngại tiếp xúc nhiều. Vậy mình sẽ ít mối quan hệ. Dạ đúng mình cũng rồi. Khó. Chính vì vậy mình phải cần tới chương trình đó. Dạ. Mình phải dạn dĩ lên chút xíu. Mình cũng phải mở lòng mình ra, người ta mới tiếp cận mình được chứ. Tình trường của em hiện tại là như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình. Bao lâu rồi em? Dạ chắc cũng khoảng 5 năm rồi. Tại đó cũng là mối tình đầu của em luôn. Quen được bao lâu? Quen 2 năm thôi. Và hồi đó là thích bạn đó từ hồi năm cấp 3. Đến khi đi làm rồi mới bắt đầu hẹn hò. Cũng tính tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà sau do gia đình bạn đó không muốn con gái bên đạo quá chị. À em là có đạo. Dạ đúng rồi. Ủa anh là đạo gì? Thiên Chúa. À vậy là hai gia đình có đạo luôn là hợp rồi đó. Không thuyết phục được hả em? Tại vì bạn đó là con trai một. Cho nên thôi đường ai nấy đi. Rồi còn mình tình trường sao nè Điệp? Em có hai mối tình. Đầu tiên 25 tuổi. Tình thứ hai 30. Hai tuổi bọn em nó không hợp tuổi nên là hay xung khắc, nên là hay cãi nhau. Đạo Công giáo có đi coi tuổi nữa hả? Dạ, bên đạo Công giáo thì không, nhưng mà em quan sát thấy nhiều bạn bè với anh em nhiều cái tuổi nó xung khắc mà thấy hay cãi nhau, cho nên là bên em là tiến tới hôn nhân có đi coi tuổi gì không? Dạ không chị. Lúc đó là cô đó tuổi gì? 92 là tuổi thân. Tuổi thân. Ừ. Mình là tuổi gì? Hợp. Em tuổi gì? Em tuổi con rồng. Rồng là thìn. Dạ. Vậy là hợp rồi. Bạn gái cũ có cái chỗ nào không hợp với mình à? Cô quá mạnh mẽ, không nhìn nhượng. Không có nhường nhịn mình. Vâng. Không nghe lời mình. Không phải không nghe lời mà hôm đó nó có gặp cái chuyện nữa là có một cô bạn nhắn tin cho em, bạn đồng nghiệp. Cô phát hiện ra tin nhắn, chuông kêu rồi cô đọc, cô ghen rồi hai bên cãi nhau. Rồi chia tay. Nhưng mà mình có cái gì với cô kia không mà để người ta ghen? Người ta hay mời đi uống cà phê. Lúc đó nhắn tin là lúc đó mấy giờ? 9:30. Tối. Ban đêm mà đồng nghiệp 9:30 tối mà nhắn tin rủ đi uống cà phê, bạn gái không ghen mới lạ, đúng không em? Chắc là mình cũng có cái gì đây. 9:30 sáng uống cà phê, 9:30 tối uống cà phê cái gì? Lúc bây giờ không có hiểu nên không nói rõ, nên ngồi dứt khoát nói rõ để cho người coi ta biết. Coi là bạn gái chia tay luôn. Mà bạn gái là rất mạnh mẽ. Dạ. Ngoài ra bạn gái có khuyết điểm gì không? Lúc đầu là người ta hay uống, thấy uống bia nhiều nên em không thích. Cổ hả? Cổ uống bia hả? Vâng. Uống nhiều lắm hả?
Mấy chai hả? Mấy chai, phụ nữ uống mấy chai cũng bình thường. Một hai chai thì không sao, chứ 6-7 chai là nhiều. Thí dụ cô xỉn vô cô làm gì? Xỉn vô thì nói lung tung. Nói lung tung. Gì nữa không? Ói đó. Ói hả? Vậy là không được rồi, uống hơi lố tai rồi. Buồn không? Rồi sau khi chia tay có buồn không? Cũng buồn. Về nhà rớt vài giọt nước mắt. Khóc luôn hả? Vâng. Thế mình có uống bia được không? Chắc uống được ít thôi chị. Mấy chai? Em uống chắc 5 chai. Có khi nào say ói chưa? Chưa bao giờ. Bên đây 6 chai là ói chia tay rồi đó, em 5 chai hả? Em 5 chai mà không đến nỗi say ói đâu. Vậy là tủ lượng em dữ à? Dữ hơn cô kia nữa à? Cũng tạm tạm ạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng mình muốn kìm người bạn gái như thế nào? Em muốn một người biết chăm lo gia đình. Một chút truyền thống, một chút hiện đại. Mẫu về ngoại hình? Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Cụ thể đi. Cao, thấp, mập, ốm, tóc dài, tóc ngắn, trắng, đen, hiện đại, cổ điển. Cao một xíu, 1m57 trở lên chẳng hạn. Em cho chị mượn cái á. Hình của em coi. Ảnh ở trọng á, em ráng kiếm ảnh nha. Đó, kiếm đi. Có dạ. Cô gái ấy ở trọng á. Còn mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào, nói cho Tường nghe coi nè. Dạ, về ngoại hình thì chắc phải cao 1m7. Cao 1m7. Dạ. Anh cao 1m7 không? Dạ, em cao 1m7. 1m7 á. Sạch sẽ, gọn gàng, không có để râu, không bụng bia. Không bụng bia? Dạ. Tính tình thì có thể cởi mở, rồi chịu lắng nghe, không quá độc đoán gia trưởng. Không có râu mà hơi nhiều lông. Tai lông không à? Lông không hả? Trong này không thấy ai có lông ta. Lông ta sao em thấy được trời ơi. Lông tay mà chị. Ừ, nhưng mà cái hình chụp xa sao thấy được lông tay. Hay lông tay ai cũng có mà. Quan trọng là nhiều hay ít thôi. Nhiều. Nhiều quá hay tình cảm. Vẫn đi quát luôn em. Dạ. Ha. Rồi, chọn ra được cổ chưa? Đây. Đâu? Tại sao chọn cô đó? Thấy cô ấy dễ thương. Cô ấy dễ thương. Rồi giữ cổ đi, chút nữa gã cổ cho. Kiếm được ảnh không? Em nghĩ chắc anh áo xanh. Anh nào? Anh áo xanh. Xanh nào? Xanh này ạ. Lý do sao chọn anh đó? Nghe cái giọng. Nghe cái giọng mà biết anh áo xanh. Em đoán vậy thôi chứ cũng không biết. Trời ơi, hai người này siêu à, thần thánh rồi. Bây giờ mình cứ cầm tấm hình lên đi ha. Cửa trái tim mở ra rồi mình so coi có đúng với cái gương mặt ngồi đối diện mình hay không nha. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Xem đi, chúc mừng các bạn. Mà em đoán gần đúng rồi đó. Em tính chọn anh áo xanh này nè. Tôi nghe áo xanh, tôi tưởng xanh đó rồi. Xanh kia, trật lất. Ở đó ba bốn anh nào cũng áo xanh hết trơn á. Dạ. Còn bên đây, vậy là cũng thích hiện đại đúng không? Dạ. Dạ, hai người đều sai hết trơn rồi, giờ sao đây? Sai rồi, phạt đi anh. Hút hết đó được không? Bây giờ tặng quà trước đi nè. Tặng em. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Hoa đẹp quá à. Có hoa hồng tuyệt vời. Em cũng có món quà gặp mặt đầu tiên, cái này là em tự làm. Wow. Dạ, em hy vọng một ngày nào đó con thú này sẽ có về nhà với em nói chung một đôi. Ồ, mở ra chị xem coi, chị tò mò quá. Rồi ngồi xuống đây cưng. Dạ. Có nghĩa là em làm hai con. Dạ. Tặng ảnh một con. Dạ. Lấy ra coi con gì anh. Trời, nãy giờ tôi chưa thấy con thú gì luôn, ta tự làm đó. Ồ, con gì đây? Con thỏ hả em? Thỏ. Dạ, con thỏ. Trời ơi, chết rồi. Em làm thỏ không ai nhận ra gì ạ. Thỏ nhận ra con thỏ không? Dạ, con thỏ. Nhận. Cảm ơn. Bây giờ sao, muốn hình phạt gì đây? Muốn hát hay muốn hít đất? Hát chị. Rồi hát đi. Hát lớn nha, hát nhỏ tôi bắt hít đất á. Anh đứng nơi đây chờ em tan trường về. Cầm trên tay đó hoa thật xinh để trao tặng em. Ngồi nơi đây anh mộng mơ, ngồi nơi đây mãi mong chờ. Chờ gặp em mặc cho trời mưa hay trời nắng. Cô bé kia ơi, này em tên là gì? Chạy theo em mệt ghê mà sao chẳng nói ra một câu. Chàng đẹp trai là anh đây, chàng đẹp trai mãi chung tình. Tại vì sao hay là em không tin anh nói? Anh đẹp trai nhưng mà anh chung tình. Đằng sau anh có bao nào mà tính anh vẫn không màng. Tại vì sao? Tại vì anh yêu em đó. Trời ơi. Tới phiên mình đi. Em hát điệp khúc được không? Tại chỉ nhớ em hơi kém. Chị hát được okay, một lần. Ok, mời em. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biến trong lòng, còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi, hãy cho em được nói yêu anh một lời. Dù tên ta vỡ đôi. Không nhớ. Rất là hay mà hát sao mà sao vậy? Đúng ạ.
Rung đó hả? Dạ. Tôi tưởng nó vừa hát vừa khóc chứ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có những thời gian để mà mình tâm sự với nhau, tìm hiểu cho kỹ. Chị Tường sẽ ra ngoài mời hai bạn cùng thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà hàng. Bây giờ các Tường mời hai bạn thưởng thức cái món là gà nướng lá chanh tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Món gà nướng lá chanh không thể nào cưỡng lại được mùi thơm của chanh hòa quyện vô mùi thơm của gà nướng ăn kèm với xôi nếp Việt Nam. Wow, đây là một món trong những cái món của nhà hàng Mận Đỏ. Không khách nào mà bỏ qua món này được khi mà bước vô nhà hàng Mận Đỏ nha quý vị nha. Tuyệt vời. Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường quay lại nha. Em mời anh nha. Rồi, cảm ơn em. Hồi nãy anh nói anh tên gì nhỉ? Anh tên Điệp em. Anh làm ở đâu? Anh làm ở Biên Hòa, Biên Hòa 2. Anh làm cái gì? Anh làm về bên ngành cơ khí. Em đấy, em là nhà dưới gần Phước Tân đúng không? Long Phước. Long Phước, Long Phước là gần Tam Phước. Đúng rồi. Anh xuống đó bao giờ chưa? Có xuống đó. Thời gian làm hành chánh là từ mấy giờ đến mấy giờ? Em làm từ 8 giờ cho tới 6 giờ. Cái làm vậy thì chủ nhật thì mình rảnh thì mình làm gì? Rảnh thì em thường ở nhà thôi. Anh rảnh thì anh làm gì? Đấy, đi cà phê. Cà phê hả? Đi cà phê một mình hay với bạn? Đi với bạn chứ. Ngon lắm á, anh ăn thử đi. Rồi, cảm ơn em. Quan điểm của tình yêu của em là như thế nào? Như thế nào để những yếu tố gì để nó tạo nên một tình yêu bền vững, hạnh phúc? Sự quan tâm và chăm sóc. Phụ nữ thì rất là gọi là không thích nói. Ý là giống như mình thích gì cũng không muốn nói đâu. Tại thích đàn ông tự mình nhìn và tự mình quan sát và tự mình tìm hiểu. Nó có sự nhìn nhượng, có sự chia sẻ và thông cảm. Nếu mà nhường nhịn và thông cảm là giống như vợ chồng á, tức là giống như ở với nhau thì phải sẽ có sự nhường nhịn. Còn giống như em thấy giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì người ta nhường con gái rồi. Khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau, giống như là chịu đựng nhau vậy đó. Anh có hay đi chơi hay đi ăn uống hay đi xa gì không? Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, đi đá banh hay là đi đi đâu đó xa xa. Anh thấy món này sao? Thịt gà đúng không? Ngon. Thường thì giống như anh không đi chơi với bạn thì anh sẽ ở nhà hay đi đâu? Lúc nào mà người đi thì ở nhà xem tivi. Anh này anh xạo dễ sợ. Tôi ngồi ở ngoài tôi quan sát anh không có ăn. Cô này hỏi món này sao anh nói ngon. Ngon rồi lúc đó mới ăn. Dạ. Chắc ngon bằng mắt thôi ha. Có ăn chị. Có ăn. Rụt rè quá, thanh niên rụt rè quá, sao lấy vợ được trời. Phải mạnh dạn lên, ta phụ nữ người ta gợi toàn. Nãy giờ nghe ngoài nghe cổ hỏi anh không à. Điệp chưa hỏi được một câu luôn, bây giờ Điệp hỏi một câu coi nè. Thời gian nào thì em rảnh? Nếu mà rảnh thì xong công việc thì sáng chủ nhật. Từ sáng đến 10 giờ tối không? Em sợ anh 10 giờ tối anh về là khuya quá. Khuya cũng được. Nhìn xa mà. Đi chơi nói chung con trai thì không sợ. Nhưng mà em sợ giống như mai anh còn đi làm nữa. Thì biết sao 11 giờ hơn ngủ được rồi. 11 giờ hơn ngủ và 10 giờ mới về hả? Họ không tính thời gian chạy xe về hả? Chạy khoảng 15-20 phút. Ở đâu mà chạy 15-20 phút? Gần Tam Phước đến ngã tư Tam Hiệp, Biên Hòa. Chắc khoảng 9 cây. Ô gần vậy hả? Dạ, anh ở trong này lâu chưa? Năm 97. 97 đến giờ hả? Là anh hiện tại là sống với gia đình? Đúng rồi, sống với bà mẹ. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nè, ví dụ quen thời gian mà ok kết hôn thì mình sẽ sống ở đâu? Có làm dâu hay không? Hay là mình sẽ ra ngoài ở riêng? Hay là kế hoạch của mình trong tương lai là như thế nào? Trước mắt là làm dâu xong hồi xây nhà rồi ở riêng. Xây nhà ở đâu? Bà mẹ cho đất để xây. Cho này. Chưa? Cho rồi. Cho đất rồi, đất ở đâu? Đất thì ba mẹ ở phường Long Bình. Nghĩ có nghĩa là lấy vợ là sẽ ra xây nhà ra ở riêng. Dạ. Thế em có ngại làm dâu không? Không ạ, nói chung là tính em nó hơi hiền nên em ai muốn nói gì nói mình cứ làm thôi. Chị thấy trước mắt hai đứa hợp nhau ở cái chỗ là mình cùng đạo. Dạ. Cho nên nó cũng dễ nói chuyện với nhau và gia đình cũng dễ tiếp cận với nhau hơn. Khoảng cách địa lý thì giờ nghe cũng gần thì cũng ổn rồi. Và ăn thua cái chính là hai bạn có tiếp cận với nhau được hay không. Anh này thì có vẻ hơi rụt rè một chút xíu. Nếu mà quen với ảnh là em cũng phải hơi chịu chủ động mọi thứ. Mà em thì nãy em đã nói là em lại không thích chủ động. Nhưng mà đôi lúc đâu biết đâu mình thay đổi khẩu vị đi cưng. Mà chỉ là phải bình em, Điệp, em phải mạnh mẽ lên, tự tin lên. Phụ nữ đương nhiên người ta chủ động được hết á. Nhưng mà người ta đôi lúc người ta phụ nữ mà, người ta muốn được quan tâm, được hỏi han, được chăm sóc người kia. Chứ mình mà thụ động quá thì cũng hơi khó. Tự tin lên nha. Bây giờ để cho hai bạn có thể là thoải mái hơn một chút xíu thì Tường cho hai bạn bóc một cái lá thăm của chương trình ha. Đọc lớn yêu cầu trong đó ra, mình thực hiện cho vui nè. Em thích chàng trai nam tính,
anh hãy chứng minh độ nam tính của mình bằng một vài động tác. Đó, bóc trúng này luôn, chắc thấy anh ẻo lạ quá đó. Giờ mình làm sao để thể hiện sự nam tính của mình nè? À? Lông lá thấy nhiều rồi đó mà chưa thấy men chút nào hết trơn á. Gồng tay. Gồng tay hả? Rồi đâu gồng coi có gì không? Gồng, đó gồng nha. Trời, tay trắng dữ vậy chắc không có chơi thể thao rồi. Hết cỡ rồi đó hả? Dám thua chuột tôi lắm à. Này hơi lười chơi thể thao, ngày trước em có chơi nhưng mà dạo này lười chơi. Ủa em vậy có thể hiện được nam tính chưa? Chưa. Em gồng cũng được mà. Ừ. Làm gì nữa? Này chắc về phải đi tập tạ. Ở bây giờ này thể hiện cho người ta coi mình nam tính nè. Nắm tay người ta cái. Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Rồi qua thể hiện nam tính thử coi có nam tính không. Sao mà tôi thấy nam tính đó nha. Cho anh nắm tay em tí. Rồi cảm ơn em. Ủa vậy là nam tính đó hả? Em thấy sao? Vậy thì đâu có gì đâu là nam tính đâu chị. Bây giờ trước tiên em phải làm sao nam tính để cuốn hút được cổ mới hẹn hò với em, mới yêu đương, mới đến cái đoạn cuối chứ. Em thơm tay một cái. Thơm tay là thể hiện nam tính thôi, em lời quá. Nhưng mà lời thiệt luôn đấy chị. Ý vậy? Giờ ý em muốn anh làm gì để thể hiện nam tính nè? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy hả chị? Hít đất á. Hít đất. Em thì em ít hít. Ít thì thích thử coi được mấy cái. Dạ anh cứ làm thử được mấy cái. Đếm đi em gái đếm đi cưng. 1 2. Không được thì dừng lại, đừng ụp mặt xuống đất nha. 4 5 6 7. Rất chậm chạp. 8 cái hết sức chứ không được 10. Thôi vậy cũng được rồi. Thôi 8 cũng được rồi. 8 trên 10. Rồi xác suất sức khỏe. Trời ơi cái gì đó dữ vậy. Ổn không em, nhịp tim ổn định không? Chắc là huyết áp ổn định. Huyết áp ổn định ha. Tới phiên mình nè. Giờ mình sẽ bóc một lá. Đọc lớn lên coi. Em hãy quan sát anh thật kỹ. Điểm nào ở anh em thấy ấn tượng và thích thú nhất? Quan sát ảnh thật kỹ. Điểm nào ở anh này làm em cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất? Nói thật lòng nha. Đây cho đã nãy giờ ta cũng hít đất thiệt tình rồi đó. Chắc cái mũi đi. Cái mũi hả? Dạ. Cái mũi anh sao mà ấn tượng mà thích thú nhất? Thích gì nữa cái mũi ổng? Mũi gọn. Đẹp. Dạ. Trời ơi tôi nhìn đây nãy giờ tôi chưa thấy cái chỗ nào. Tại đẹp. Tại vì bị hơi bị nhỏ xíu nhưng mà nếu mà cà láng hết vẫn rất đẹp. Nghĩa là cái form mũi đẹp. Dạ đúng rồi. Vậy mà cũng nhìn ra được nét đẹp tiềm ẩn của ảnh. Thôi được rồi, người phụ nữ ấy nói đẹp là đẹp. Thôi bây giờ vậy, hai bạn nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Điệp hãy nói thật lòng mình. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra cho đến bây giờ thì cảm xúc trong người bạn như thế nào? Cảm xúc anh thấy vui. Thấy em rất là hào hứng và vui vẻ, dễ thương, hoạt bát. Thế còn em, hôm nay em cảm nhận như thế nào? Dạ, hôm nay thì cảm nhận rất là vui. Vậy thôi, chưa biết gì hết. Đơn giản, phụ nữ đơn giản mà vui nhiều. Vui là được ạ. Nhiều ý nghĩa lắm. Thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là mình trở thành một cặp đôi tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu như mình không có một cái sự rung động nào từ trái tim thì mình không cần bấm. Suy nghĩ thật kỹ, kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, ta đưa ra quyết định. Bây giờ nhắm mắt lại hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, tôi tưởng đâu là sẽ có người không bấm mà ai dè hai người cùng bấm. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Thậm chí hai bạn cùng bấm mà hai bạn bấm rất nhanh quý vị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hẹn hò rồi chúng ta nắm tay nhau. Mời hai bạn tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày tham gia chương trình. Hôn em một cái. Đây Tường xin gửi tặng cho hai bạn ha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Hy vọng rằng hai bạn này cũng sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì Tường cũng đã hoàn thành cái vai trò của mình ngày hôm nay rồi quý vị. Chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé. Khung giờ quen thuộc của chương trình hẹn ăn trưa 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 7 giờ 30 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị ơi, xem nhớ đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Quận Cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe.
là tư nhân. Ừ. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn hả? Đúng rồi, tính chất là do công việc làm thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hả? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn cho mình, cũng muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn được chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, sau 3 em nữa. Sau còn 3 em nữa? Dạ. 3 em trai em gái em? À, 2 gái 1 trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá xuyên gì. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh né mình rồi nữa này. Vậy nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi là không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm thì làm đi, lần này đăng ký nhờ chương trình thôi chứ. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ.
Nhưng mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi. Bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó bị khá hơn còn những bạn. Đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái thôi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ, 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài rồi, nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm. Còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi mình về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này kia cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là làm sao em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài hình thể nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài hình thể nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ. Công việc này kia chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi thì, người gái thì cao tầm 1.5 m. Ừ. Tầm 1.5 m là đổ lên thì nói chung là người vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được, thì mình giờ mình có công việc tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về để mọi người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn, về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì bằng sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung ưu tiên miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quải hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, bất dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. Ờ, ok. Dạ, em mời anh Khoa. Rồi, chào mấy. Dạ. Mình cứ cầm cái mùi đó nha. Cảm ơn. Dạ. Chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nguyễn Nhạn. Nhạn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi.
Em giới thiệu về bản thân này, công việc, quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lên ở với các Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Long Di là làm đấy gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Ừ. Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy ra chiếc dép. Công ép đế. Ép đế đấy, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. À, công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. Ờ. À, còn cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu đó. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở chỗ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần đây luôn. Ờ. À. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ mà chứ đâu có đi đi chơi. Rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi trời, cũng đi làm về điện thoại rồi ngủ rồi lấy đâu ra bạn gái đi trời. Tôi thích giao lưu với bạn bè nên không biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký cho anh tham gia chương trình này? Tự mình đăng ký tại nhà nằm buồn ở nhà đó rồi bấm điện thoại đó rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình phải dành bạn gái đi chơi, còn mình không còn có mình nên ở nhà thì ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái mà sao anh không tha không có cô? Trong công ty đó người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không tha thấy không hợp nên muốn biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không có được. Tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói vô, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó rồi từ kiếp mâu thuẫn nhau nên không hợp. Mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trong ra chọc vô rồi đó. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, mặt nào không tốt người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình người ta không ta thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể khác họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ đâu không ít. Có ca hát mà không ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm nó rớt ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà. Không ngon gì mấy. Anh có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên trở nên ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mà mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình? Rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị rồi, cho nên mới... Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi, thôi chứ nào. Lừa gì anh? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc, rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Mượn tiền, là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. Hai ba người luôn, mà không rút kinh nghiệm luôn, xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, có ngon ngon, hai triệu bạc, chín triệu không?
người ta một hai người thôi, này ba người luôn. Đó là nhẹ dạ tin người mà cho nên mình lúc không có kinh nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi cho nên em kiếm người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ việc tiến tới. Ai biết anh, ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Ừ, lớn hơn anh cũng được luôn. Một hai tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có các năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên để nó thay đổi không khí thôi, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn bạn em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều. Mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không là nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi ok, cảm ơn em nha. Ừ. Anh trả bản thân. Còn ai không? Dạ,